tên là Hồ Quang Hưng, năm nay con 9 tuổi, con sống ở thành phố Hà Nội. Sở thích của con là đá bóng. Vị trí con thích là tiền đạo, bởi vì con thích đi những bàn thắng. Đây là lần đầu tiên con đi xa nhà. Con rất nhớ bố, mẹ, em, ông bà. Đối với trẻ, con được các cô tập khởi động, truyền bóng, dắt bóng. Và con rất vui khi được chơi với các bạn. Chỉ có một tuần thôi, con mong con và các bạn sẽ được nhiều kỷ niệm đẹp. Ha ha ha.